nuôi bệnh không chị? Cho em coi hóa đơn đóng viện phí ạ. Mình mà nuôi nay 2 mấy ngày. Người nhà tên gì thưa chị? Cao Bằng Tây. Bệnh gì đấy thưa chị? Khổng lồ bây giờ nó nặng lắm rồi. Nhiễm trùng nặng, rồi ok. Cảm ơn. Em có đi nuôi bệnh không? Có. Cho anh coi hóa đơn đóng viện phí. Khoan từ từ, người nhà tên gì em gái? Nguyễn Thị Lệ. Bệnh gì thưa em? Bị tai nạn anh. Mà nhà ở đâu? Nhà ở bên ai vậy? Cái bà chị họ. Không chị họ nhưng mà chị ở đâu? Quê chị ở đâu? Quê chị họ, cái địa chỉ của chị họ ở đâu? Ở Cần Thơ. Không đúng. Cái này, phiếu này em xin của ai? Không có xin, mình cũng ra bà chị họ em. Không, ở trong không bà chị là ở đâu? Bà chị họ em hả? Ừ, cái bà trong này là ở đâu này? Bà trong hóa đơn này là ở đâu? Bệnh viện đúng không? Ừ, bà ở trong Cần Thơ. Không đúng, cái này không có phải ghi Cần Thơ, cái này ghi tỉnh khác. Giờ em nói tên 10 tỉnh khác nhau rồi. Tại vì em qua em coi cũng qua bà gì em bán đi không, nhưng mà chị ở đâu em phải biết chứ, còn đây đâu có ghi Cần Thơ đâu. Rồi em đối phó với tụi anh đúng không? Đi ra ngoài giúp anh. Đi ra ngoài giúp anh. Người nhà ở đâu mình phải biết chứ. À, em cũng thay mặt bếp cơm cảm ơn anh chị cùng gia đình và những người bạn đã dành cái thời gian công sức tiền bạc tới để giúp bà con cô bác. Thì anh chị có cảm nhận gì thì có thể cho em xin để tụi em biết và sẽ làm tốt hơn trong những lần kế tiếp. Anh Thanh Tuyết ở Canada về đây trong cái dịp đi du lịch, nhưng mà thấy hoàn cảnh của bà con mình rất là khó khăn. Mình có cái nhất là mình coi những cái clip của Tuấn Dương là rất là chân thật và giúp cho mọi người đến được thiết thực tận tay mọi người. Hôm nay anh lần đầu tiên làm cái chung chia sẻ với Tuấn Dương trong những cái buổi mà giúp cho công ty thiện này hôm nay như thế này, thì anh sẽ cố gắng làm thường xuyên hơn. Dạ. Anh cũng hy vọng em có nhiều sức khỏe. Với lại trong cái nhóm của anh gồm có mấy người bản xứ ở bên Canada và nhóm ở bạn bè ở Việt Nam này rất là hỗ trợ cho việc này. Thì anh thành thật rất là cảm ơn Tuấn Dương đã giúp cho anh chị và nhóm này. Cảm ơn em. Vâng, em cảm ơn các anh chị nha. Dạ. Chúc anh chị nhiều sức khỏe. Dạ rồi, xin cảm ơn. Dạ. I mean, I think when you come from a privileged place like America, you come here and you see the sick people, you see the poor people, you see the whole country is very poor compared to home. It makes you want to give back. You want to try your best, whether you're giving out water or just coconut milk or banana. Something small even helps. But then today, when you give out real food, a whole meal, it feels even better. You feel like you make an impact. You feel like you give the people another chance to kind of live and eat and have a full belly so they can tackle life. So it feels really good just to help and do what you can, because everybody should be doing what they can. Even how little, how big, it doesn't matter. You do something, because everyone can do something. Thank you very much. Okay. Yeah, Karina. Good luck. I'll just say what you saw, whatever you feel yesterday and today, you know, and you went there and then you did help out. And then, so what's your heart saying? Just tell what your heart feeling. Look at it. I think, you know, sometimes at home in America, you think you don't have enough or you don't. There's always something that you want, and there's always something you kind of want to buy new or things like that. And then coming here, you know, we're not like we pass out what we have, and you know, those are donations, sponsor people from like America, right? There's always something that you want. Feels like you never have enough, or like you're always chasing something else. And then coming here, there's not enough to pass out. You know, as much as you want to, as much as you want to give everything you have, you know, at the end of the day, sometimes at the end of the line, there's just not enough food, and there's not enough, you know, to eat or drink. And so it makes me think about how generous, you know, Uncle here and all the other volunteers, just, you know, it's about community and like, you know,
not everybody has all the resources, but what you have to give, that's what you should give, and do your best to work together and, you know, help just bring up the whole community, right? Yeah. Mình đâu biết nói gì đời. Dạ thì hai đứa con mình ý nó nói là nó sống bên Mỹ, là nó được may mắn mà nó không cảm được là you know, mình có, nhưng mà nó về đây nó thấy gì, nó nói là hy vọng là tất cả mọi người cũng là ít nhiều cũng phải ủng hộ, tại vì Việt Nam nó quá nghèo với lại nhiều người quá cần giúp á. Dạ. Nên hy vọng là tất cả mọi người cũng phải có ít có nhiều cho nhiều. Nhưng mà phải giúp đỡ Việt Nam, phải giúp đỡ. Rồi không biết nói gì hơn là cảm ơn anh đã dành những cái thời gian quý báu tới để cảm ơn giúp đỡ rất là nhiều lần rồi, lại còn dạy cho các bạn nhỏ này cũng cái sự yêu thương và chia sẻ giúp đỡ những người khó khăn hơn. Không biết nói gì hơn là chúc gia đình được nhiều sức khỏe. Hẹn ngày gặp lại. Mạnh giỏi để có thể giúp tiếp tục giúp nhà Dương rất nhiều. Thank you very much. Thank you so much. Beautiful. Okay, take next time. See you next time. Cô nắm người chụp lên. Rồi xin chào. Đây những anh chị ở. Mình chờ chút xíu đi, để em sắp xếp xong là mình phát nhé. Vâng, phát theo hàng. Rồi, kêu họ tấp vô đây. Chị đi đâu ấy? Nãy em xếp hàng trên kia, nhà xuống đây. Không, thì trên kia, qua bên kia đi. Không, em xếp hàng dãy này nè, mà nãy đứng chẳng á. Bây giờ em mời chị qua bên kia. Chào các bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Hôm nay thì sẽ có rất là nhiều nhà hảo tâm tới, trong đó có hai ông bà này cũng người nước ngoài thôi. Người ta không biết nói tiếng Việt, người ta sẽ tới trải nghiệm, người ta phụ phát quà. Cô bác mình một là nói cảm ơn này, hai là gật đầu, nói thank you dùm em nhé. Dạ. Đầu tiên là cô chú anh chị mình cầm những cái giấy tờ chứng minh mình là bệnh nhân ung thư ra nhá. Bếp cơm sẽ kiểm tra rồi ưu tiên phát trước. Hôm nay thì có hai ông bà người nước ngoài họ tới trực tiếp phát quà cho cô bác. Mình có thể nói là mình gật đầu, nói cảm ơn hoặc nói thank you dùm nhá. Rồi một tràng pháo tay giúp em đi. Đây là anh nói với ông là đây là những người bệnh nhân ung thư. Cancer patient. Đó, những người bệnh nhân ung thư thì có em trai bị gì? Quay bỏ nón cho anh coi nào. Đây, rồi ok. Có ai mổ não nữa không? Từ từ nha, để coi mấy người. Chú là bệnh gì chú? Ung thư vòm họng. Dạ. Rồi cho con coi cái giấy của chú. Bệnh nhân ung thư đó thì người ta sẽ có cái này này, cái này gọi là cái phiếu xạ trị. Người ta sẽ xạ trị đây là 25 tia. Đấy, vào lúc 16 giờ mỗi ngày, tức là 4 giờ chiều. Đây bắt đầu từ ngày 8 tây tháng 4. Đó là đây rồi các cái giấy tờ họ chứng minh, họ căn cước công dân thì chú phát hiện ung thư lâu chưa? Ngày 2 tháng rồi. 2 tháng. Phát hiện ung thư được 2 tháng rồi. Giờ đang xạ trị. Quê chú ở đâu? Quê Cà Mau. Rồi gia đình có giàu có không? Gia đình nông dân. Nông dân. Tôi là Cũ Chí Minh, hồi xưa đi thăm kia, giờ tàn thế rồi. Dạ. Có thể hội cựu chiến binh luôn. Dạ rồi, cảm ơn chú. Rồi, tôi cũng thay mặt cho hội mà họ bên người ung thư. Vậy mà cảm ơn những nhà tài trợ được hỗ tâm giúp đỡ cho tụi tôi, nó có bữa cơm ăn. Bây giờ vừa cơm ăn mà tiền xài có được không? Chú có mừng không? Rất mừng, rất cảm ơn. Dạ. Rồi giấy tờ cất cẩn thận chú nhá, cất cẩn thận giúp con.
đây để đây qua đây tiếp rồi hỏi thăm. Cô bệnh gì? Cô bệnh gì ạ? Ung thư trực tràng á, u trực tràng. Cô tên gì cô? Lê Thị Cẩm. À, cái này là u trực tràng là dạ dày. Còn em trai bệnh gì? Rồi cho coi giấy. Em này thì lâu năm rồi. Nhìn cái mặt là biết thiếu máu rồi. Em tên gì? Ngô Thái Thành. Đầy đủ các bệnh này, đái tháo đường, viêm tụy, rồi thiếu máu tùm lum tà la luôn. Rồi nhận cơm đây bao nhiêu năm rồi? Bao lâu rồi? 2 năm hơn rồi. Nhận ở đây 2 năm hơn rồi. Có bữa nào không ăn được phải đổ đi không? Dạ không. Ráng ăn, ăn hết để chiều rồi tí. Ráng ăn, ăn uống hết để chiều hết, không bữa nào đổ đi. Rồi chúc mừng mau làm được. Rồi nhớ cảm ơn mấy anh chị nhà hảo tâm nhá. Dạ. Rồi thôi chắc mình đi lên sơ sơ cho ông biết thôi. Những người mặc áo vàng này là họ là người nuôi bệnh, được bệnh viện cấp cái áo. Đây từ từ, anh trai bị bệnh gì đấy? Dạ, bị ung thư thực quản. Ung thư thực quản. Còn anh trai này ung thư thực quản. Ung thư thực quản. Hút thuốc nhiều không? Dạ, đang xa chị, ngồi xa chị, ngồi hoa. Mà trước đây con hút thuốc nhiều không? Dạ, có hút thuốc nhiều, bây giờ bị hút thuốc bị sợ quá. Rồi đây, đây là ung thư vòm họng. Cái này là không có nói được, cái này là che lại. Ủa rồi ăn thì ăn đường nào anh? Vâng, ăn đường miệng, nhưng mà đây này, anh nhìn này. Đó. Tức là có những người họ sẽ không nói được thì họ gật đầu. Chứ không phải là họ không muốn nói, họ muốn nói mà nói nó không ra hơi. Ở đây nữa này. Đó. Đặt cái ống anh. Đặt cái ống vô. Không có nói được. Chúc mừng mau lành bệnh nhé. Rồi nhớ cảm ơn nhà hảo tâm dùm em các anh chị nhá. À, nhà hảo tâm thì không cần cảm ơn đâu, nhưng mà cô bác nên biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Con nói rồi, cô bác hay anh chị nhiều khi mang 100-200 triệu tới thay vì đi du lịch nghỉ dưỡng ở khách sạn 5 sao. Người ta biết xài tiền chứ không phải không biết, nhưng người ta dành tiền này để giúp các cô bác. Cô bác nhớ cảm ơn, biết ơn để các nhà hảo tâm khác còn giúp những người tiếp theo giúp con nhé. Cả bên kia đường. Xếp hàng nếu bệnh nhân về cuối hàng lớn nhá. Bệnh nhân về cuối hàng. Đây còn bên kia nữa này các bạn này. Nên là anh ấy có nói là liệu có dư 10 phần cơm mà 10 phần không nghĩa địa gì hết, chỉ sợ thiếu thôi. Rồi thôi bây giờ về đây phát. Dạ. Cái này đây là có một số nhóm khác họ cũng phát tâm, nhưng mà họ xin phát chung với mình. Bởi vì nếu như mà không có mình ấy, thì người ta sẽ vào ta giật hết. Nên là người ta xin mình sẽ cho họ phát chung với mình, cho nó lớp lang và bệnh nhân được thêm những phần ăn. Dạ. Thì nhóm này là mấy em ở đâu tới? Dạ, tụi em ở quận 7. Quận 7, rồi cảm ơn. Còn cái nhóm này là mấy anh chị này, Củ Chi này. Có cái người cũng hay phát tâm này, như là cho đồ chay ấy. Đây là đồ chay đúng không em nhỉ? Dạ, dạ chay, em chay. Vâng, vâng, dạ được rồi, dạ ok. Bà ơi, bà đứng dậy để cho anh bố trí, anh cho ông ấy vào đây ông phát này. Bây giờ phát chứ? Bây giờ ngồi vào vị trí là phát đây. Dạ, em muốn hỏi đó rồi. Đốt. Dạ vâng. Rồi xin chào. Sorry, xin chào. Vâng, vâng. Sáng cứ đi về cái. Ok ok. Tại ngày mai về rồi nên. Ok. Mai nó đi về bên bên Nhật. À. Nó hẹn mấy bác sĩ ở bên. Vâng. Còn mốt nhỏ này nó đi Đài Loan hẹn bác mấy bạn nó. Ok. Ok. Dạ. Vậy hôm nay muốn phụ cái gì? À bên này à tao cho nó phát thêm một lần nữa. Bây giờ thưa cô bác anh chị, bữa cơm ngày hôm nay của vợ chồng anh chị Thanh Tuyết ở Vancouver, Canada thì có gửi mình là 25 triệu để phát 500 phần thức ăn. À, và anh sẽ phát thêm tiền mặt. Có anh Michael Hùng Trần thì có đưa con trai và con gái tới thì cũng có phụ lát xíu là sẽ phát tiền. Rồi có hai nhóm nữa thì họ cũng xin lại để họ phát sữa, phát cơm. À, và bây giờ đồ ăn thì
Đây là các món làm. Đây là món cá lóc này, thịt kho này, tôm này. Vẫn còn mấy món nữa nha các bạn. Thịt kho với củ cải này, rồi cơm. Thì tụi mình làm ở cả trên lẫn dưới. Đây còn mấy món nữa sẽ bỏ vào chợ chỗ này. Đây đồ ăn vẫn đang tiếp tục châm thêm. Cá chiên, rồi còn món bò xào nữa, rất là nhiều món. Rồi, các cô chú đi nhận cơm vui lòng ngồi xuống, ổn định chỗ ngồi dùm, không có ai đứng hết. Đứng là biểu hiện của từ thiện, móc túi, rồi chen hàng, vui lòng ngồi xuống. Ai không chấp hành thì đi chỗ khác dùm. Lại cổng nhà thương mua. Ở đây phục vụ 500-600 người, không có ý thức thì không phục vụ được. Rồi đi ra ngoài ngay mà luôn, không trình bày. Tất cả các cô bác đi nhận thức ăn đều phải chuẩn bị hai cái hũ, một cái đựng cơm, một cái đựng đồ ăn, một cái bao xốp để nhận các thức ăn còn lại. Vui lòng đi theo hàng và theo sự thứ tự, có người hướng dẫn và phát phiếu. Wait a minute. Chút xíu mày quay lại lấy đi. Này anh trai. Dồn lên giùm em đi ạ. Cô bác dồn lên, ngồi dồn lên theo hàng nha. Đi theo đúng theo hàng giúp em. Không có xả rác bừa bãi nha. Lên đi cô. Tôi không có lên, tôi lo làm đợi hàng đầu. Bây giờ nó không có phiếu tôi về, chứ giờ là không có ấy thôi, chứ tôi không có kẹp phiếu theo. Ở đây bạn có phiếu không? Ở dưới dòng đây nè. Ủa đây là gì? Phiếu tiền á. Thì bà vô trong bà lấy giùm con. Lên đi chị, dồn lên, dồn lên. Dồn lên đi em trai. Dồn lên đi, dồn lên. Rồi dồn lên giùm em. Mấy cô chú dồn lên giùm em đi. Dồn lên giùm em. Dồn lên nhá. Đi nhận thức ăn nhớ cảm ơn nhà hảo tâm, cảm ơn tình nguyện viên nhá. Rồi cô bác mình vui lòng ngồi xuống giùm em. Ngồi xuống giùm em cô bác ơi. Ngồi xuống chị gái. Chị cứ ngồi xuống đi, tụi tôi mới biết có hàng. Chị đứng lung tung lắm, tụi tôi không. Đứng là lưu manh móc túi giật đồ, chen giật từ thiện. Ai ai không có quá đơn đỏ thì chắc hàng không có được đâu. Rồi chị đội nón vui lòng ngồi xuống giùm em chị ơi, vui lòng ngồi xuống giùm em. Anh áo xanh vui lòng ngồi xuống, ngồi sát tường ấy. Không quá đơn mới được rồi tôi. Các anh chị vui lòng hợp tác dùng bếp cơm nhé. Nhớ cảm ơn nhà hảo tâm, cảm ơn tình nguyện viên giúp đỡ mình. Rồi phát nhé. Rồi. Rồi. Rồi bắt đầu. Rồi bắt đầu đi. Rồi bắt đầu. Vâng. Vâng vâng. Cô Tư ơi còn món gì nữa? Còn món nữa. Hôm sau chị Trang với heo cứ lên phát tiền dần đi. Cá chù quá.
Vâng vâng, cô lấy tiền đi rồi phát. Cá đấy là cá nục bông, cá nục bông người ta hấp xong rồi chiên. Còn một món nữa. Đây, đồ ăn để chấm thêm. À, đây là món thịt kho với củ cải. Theo có cái em nào đấy nó bảo xin số tài khoản nó chuyển tiền cho em ấy. Có nào nó biết em ấy, nó kêu là em cho số tài khoản nó chuyển khoản tặng em tiền đấy. Út Thanh dạ. Và từ chối á, có fan hâm mộ mà. Đây cô trang trí cho đẹp ngon lành cành đào. Lạc là phải trang trí vậy cho nó đẹp. Rồi, cô bác anh chị nhớ chuẩn bị cầm phiếu ra tay, mở săn nắp hộp, mở bao xốp, đi theo thứ tự. Nhớ cảm ơn các tình nguyện viên phục vụ mình, cảm ơn nhà hảo tâm giúp đỡ mình nhé. Rồi, mời các cô chú anh chị mình tiến tới nhận thức ăn. Bếp cơm sẽ ưu tiên những người bệnh nhân ung thư trước nhé. Để đảm bảo sức khỏe, các tình nguyện viên cứ mình ngồi xuống thì cho nó đảm bảo sức khỏe. Mình đứng một chút xíu là mỏi lưng, mỏi chân. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Mang qua bên đường đẩy giúp em nhé. Thôi một thôi, một bệnh nhân thôi, còn cái người kia là người đi nuôi. Vậy thôi ạ. Rồi đưa tiền đi chị, đưa cho ta. Bé nó bị não nên nó không có biết gì hết. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Alo. Sao cô? Con tên Đặng Tuấn Dương, Đặng Tuấn Dương. Dạ. Vâng vâng. Dạ dạ dạ. Không không 21 00046212125. Dạ. Con. Rồi cô khi nào cô gửi cô nhắn qua giùm con cảm ơn. Dạ, chào cô. Em trai này bệnh gì ấy? Em bệnh gì? Sao? Tổn thương đám rối. Tổn thương đám rối. Rồi ok, bước tới giúp anh. Vé số đi chỗ khác em. Rồi cô bác nhớ cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn tình nguyện viên giúp đỡ mình trong lúc khó khăn.
mỗi người sẽ nhận là 150.000. Không có phiếu đi ra ngoài ngay và luôn. Chú ơi, chú thâu từng người một, chú Kỳ thâu từng người một đấy. Thank you. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Cô bác nhận thức ăn xong mang qua bên đường đẩy giúp em nhé. Mang qua đường đẩy giùm em. Em gầy áo vàng đi chỗ khác chơi. Em đi chỗ khác chơi rồi để bọn anh làm việc nào. Rồi, vô trong, lấy bất phiếu đúng không? Rồi, từ từ. Sài Gòn ngày nay. Dạ. Rồi, nhớ cảm ơn các nhà hảo tâm giùm em. Qua đường xếp hàng chị gái, mới tới qua đường xếp hàng. Bịch canh, canh súp, canh súp, canh súp, okay. Rồi chuối, nước suối. Ok. Rồi, thank you. Rồi, đúng rồi, chú Thanh cứ đấy, cho từng người lên một thôi. Rồi, cảm ơn. Đấy, cảm ơn mấy tình nguyện viên này.
ngồi xuống cho đỡ mỏi chân. Người bên phải bóp chân cho người bên trái đi, người đằng trước bóp người đằng sau, bóp tứ lung tung lên cho nó đỡ mỏi. Cô đứng chi? Ở bên đường nữa, các cô bác ngồi xuống giùm em đi ạ. Mình ổn định chỗ ngồi xíu ăn cơm cho ngon. Dạ, hai cô mặc áo khoác kia vui lòng ngồi xuống giùm đi ạ. Dạ, ngồi xuống giùm em. Mình ngồi xuống đi chị ơi. Ngồi xuống cho đảm bảo sức khỏe, tí ăn cơm cho ngon. Chị ngồi xuống giùm em rồi. Đảm bảo là chị nghe rõ. Ngồi xuống giúp em. Đứng dậy đi, hàng này nè. Về cuối hàng xếp hàng anh ơi. Về xếp hàng nhá. Mình nhận cơm thì qua bên đường xếp hàng giúp em. Không, không, chị. À, mẹ đúng không? Rồi, ok. Rồi, nhận xong qua đường sắp xếp. Cảm ơn. Rồi qua đường sắp xếp. Đây bốn này, người này là bốn người phục vụ. Rồi cảm ơn, chúc sức khỏe. Rồi cảm ơn, bước tới. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn. Rồi cảm ơn, bước tới. Rồi mẹ dắt con đi. Rồi chúc sức khỏe, cảm ơn chị nhé. Qua đường đây. Muốn lãnh thì qua đường là xếp hàng. Đừng đứng đây cản đường chị ơi. Cô bác nhận thức ăn thì mình sang bên đường xếp hàng giúp em. Mỗi người một phần. Nhớ cảm ơn tình nguyện viên, cảm ơn nhà hảo tâm giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Cô bác nhớ mang theo hóa đơn đóng viện phí, bếp cơm sẽ kiểm tra ngẫu nhiên. Nếu mà không có hóa đơn đóng viện phí, bếp cơm từ chối phục vụ. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn. Qua đường đẩy giúp anh. Qua đường đẩy đi. Cô bác nhận thức ăn xong qua bên đường đẩy nhá. Đồ ăn tự chọn. Muốn ăn món nào chỉ món đó. Heo, bò, gà, cá, tôm có đủ. Rồi cảm ơn, chúc sức khỏe. Nhận tiền em gái. Nhận tiền. Cảm ơn nhà hảo tâm. Nói to lên giúp anh. Nói to cảm ơn là mau hết bệnh. Nói nhỏ là lâu hết bệnh lắm. Rồi cảm ơn nhá. Cảm ơn cô bác nói to lên là người nhà mau hết bệnh nhá. Đây là cái phương thuốc mà em đã mới nghiên cứu ra được rồi. Rồi cảm ơn các cô bác. Nhận nước ăn xong mang qua bên đường đẩy giúp em nhá. Ăn món nào chỉ món đó. Bếp cơm phát rất nhiều thức ăn. Cơm, bánh mì, chuối, nước suối. Cô bác nói thank you hoặc nói cảm ơn thật to vào là người nhà mau hết bệnh nhá. Cô bác nói cảm ơn thật to lên cho người nhà nghe được, người nhà mau hết bệnh nhá. Gật đầu nữa. Để cho ta dễ. Rồi từ từ. Mình từ từ.
Đây, em này cũng là bác sĩ tương lai này. Tuần sau là em ở đâu tháng sau là em làm bác sĩ rồi. Chỗ này các cô chú anh chị mình ngồi xuống giùm em đi ạ. Mình đi nhận cơm hay là mình đi đâu? Gây rối mất trật tự là đứng rồi móc túi giật đồ. Ngồi xuống giùm em. Anh trai ngồi xuống. Anh trai ngồi xuống, không hút thuốc lá giúp em đi anh ơi. Đừng hút thuốc lá. Anh nhìn có cái biển rất là to này, cô chú đừng hút thuốc. Anh chị hút thuốc rồi các cháu nó ho cái rồi nó báo cô giáo báo bên phường, phường xuống rồi xử lý tụi em rồi xử lý các anh chị luôn, là mình không có gì luôn đó. Ngồi xuống giúp em anh chị, nhận cơm thì ngồi xuống. Chị gái có đi nhận cơm không? Đồ đựng đâu? Chị có nhận cơm không? Nhận cơm mà không có đồ đựng thì sao nhận được? Đứng dậy, đi chỗ khác. Đón người đi ra ngoài giúp đi. Đi ra ngoài. Đứng dậy đi ra ngoài luôn. Đi ra ngoài. Đứng dậy. Đứng dậy đi ra ngoài. Em mời chị ra hàng. Đâu ở đâu? Rồi ok, qua đây. Cho bà đi lệnh trước. Chị gái nghe điện thoại kìa, bước ra ngoài giúp em đi chị ơi, đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài, đi vào đi. Đi vô trong. Đi vô trong. Không nhận nữa, đi ra ngoài. Vô. 400-500 con người mà ai cũng như chị em đâu làm việc được. Cô ơi cô, cô nhận cơm thì cô ngồi xuống không, con sẽ mời cô ra ngoài đấy. Cô đau chân, cô ngồi cuối hàng giúp con đi cô. Mời bà đi về luôn đi, mời bà đi ra ngoài luôn. Đúng rồi, mời đi ra ngoài đi. Bếp cơm hôm nay chuẩn bị 500 phần nhá, các cô chú cứ yên tâm. Mình ngồi đây cỡ khoảng 500 người thôi, ai cũng có phần. Nhận xong rồi đi vô trong đi các anh chị ơi, không có tập trung ở đây. Mình nhận xong rồi nhanh chóng mang vô trong cho người sau, còn sắp xếp thức ăn giúp em. Mang vô trong mát chỗ nào gốc cây mình ngồi tâm sự sau. Thì bây giờ có những người họ cứ tới họ quay cho người họ, họ tự vận động cái này đó ấy. Giống như họ tự họ vận động bây giờ ấy. Nên là vừa nghe em kêu phát đầu đó, dạ, dạ. Vâng vâng. Nhiều khi giờ có nhiều người họ cũng vì cái mục đích đấy thôi, mình kệ chứ. Nhận xong vô trong đi chị gái. Rồi em không đưa tiền. Vô trong đi chị, vô trong giúp em. Cô chú anh chị nào nhận xong rồi mang vô trong sắp xếp nhá. Mình đi đâu đấy chị gái? Đi xuống. Thôi thôi, đi chỗ khác giúp em để cho chỗ cho người ta sắp xếp thức ăn. Anh ơi, anh trai, khiêng cái bàn này lui ra cái xíu cho rộng chỗ cho người ta đấy. Rồi rồi, ok. Rồi đấy, cho rộng chỗ cho người ta. Đây cũng có những người tới họ quay nhưng mà không biết quay với cái mục đích gì. Biển số 54H2-4904. Mỏi chân không? Mỏi thì ngồi xuống giùm. Cô bác mình cứ theo thứ tự trật tự thì bếp cơm sẽ phục vụ các cô chú. Tụi em tới đây là giúp các cô bác. Thế là cô bác phải theo sự hướng dẫn tụi em.
Có đồ đựng không? Không có đi ra ngoài giúp anh. Không có đồ đựng thì đi ra ngoài giúp anh. Đi nhận cơm là cô bác phải mang theo đồ đựng nhá. Tay không là không có phát gì hết. Rồi bây giờ xếp hàng về kia. Kế anh nón đen đấy. Đây nè em này, kế anh nón đen này nè. Ngồi cạnh anh ấy, rồi. Em kế anh nón đen này, em ngồi xuống. Rồi, tâm sự với anh đi, hỏi thăm anh ấy tên gì, ở đâu, đi nuôi ai. À, alo. Có chị tên Nhiên đứng vô luôn. Chụp hình con mình. Alo. Rồi lát con trả lời, bây bác cứ nhắn tin cho con đang phát cơm bác ơi. Dạ. 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 Chờ chút. Không có trắng. Cho báo về. Rồi con tôi đứng vô, Rồi. Cảm ơn. Rồi cảm ơn. Dạ dạ. Rồi chúc sức khỏe. Cô bác nói cảm ơn thật to lên nha, giúp em nhá. Gật đầu luôn. Cảm ơn các tình nguyện viên, cảm ơn nhà hảo tâm để người nhà mình mau hết bệnh. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Bà muốn ngồi hay bà đứng cô? Đấy, bà đứng, bà đứng được đúng không? Ok. Nói thank you cho bà biết tiếng. Nói thank you đi. Dạ. Nói thank you. Nói thank you vậy. Thank you. Cảm thank you là cảm ơn á. Dạ, cảm ơn rồi. Quê khổ lắm. Mổ. Mổ ra xếp hàng nhá. Ra xếp hàng giùm em. Rồi. Có tiền kẹp không à? Nói cảm ơn. Nhiều khi phải xử lý mấy người giết gà dọa khỉ, đuổi hai người nhưng mà giữ trật tự được khoảng 400 người chứ không có là loạn hết lên, khó làm lắm. Thực ra là nhiều khi mọi người cứ nghĩ là mình ác nhưng mình không phải. Nếu mình không làm thế, nhiều khi ác đúng chỗ là thiện, mà thiện thiện không đúng chỗ là ác. Ác cái miệng nhưng mà không ác. Dạ dạ vâng. Anh hiểu mà em rất là cực. Dạ. Một chút xíu có cái ông là cực bị bệnh á. Tại vì điều khiến chú kêu qua đây hết ưu tiên rồi. Mà ông cứ qua vài lát là cũng nhiều tiền còn phát 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 chứ chú không phát chứ. Vâng vâng. Thôi để con đuổi ông ra ngoài luôn đi cho xong. Mình chẳng đi hai hộp. Tới nơi nãy người mình cực lắm. Cũng như cầm giùm mà. Rồi đứng vô trong nè. Đây đây, 2 3 quay mặt đây, quay mặt đây. Rồi ok, 2 3 2 3 ok rồi. Thank you. Chú chỉ ông nào không chấp hành thì mình mời ra ngoài luôn. Rồi mấy tình nguyện viên làm gì giờ? Bây giờ nếu anh muốn nhận tiền
anh muốn nhận tiền thì anh xếp hàng, còn anh không nhận tiền là đi ra ngoài. Mấy ông tình nguyện viên thì sao ông nói mà người ta không nghe? Cô bác mình cứ theo sự hướng dẫn của bếp cơm thì tụi em sẽ phục vụ cô bác. Còn ai cũng đòi ưu tiên thì tụi em không ưu tiên được nhá. Rồi, cô bác nói cảm ơn thật to lên cho người nhà mình mau hết bệnh giúp em nhá. Xếp hàng bên kia đường anh trai, có hộp đựng nữa, đứng bên kia. Có hộp đựng, có hộp đựng nữa, xếp hàng bên kia đường. Ngã ba mua 2 cái 5.000. Không lấy hả? Ok. Rồi từ Nguyễn. Ông mỏi chân. Mở cái nắp cái đây ra, người ta bỏ vô trong. Chỗ kia mấy anh chị nhận cơm ngồi xuống giùm em đi ạ. Ngồi xuống giùm em mấy anh chị. Ngồi xuống giùm em đi ạ. Cảm ơn, thank you. Rồi bước tới. Bà nói cảm ơn to lên giùm con bà nhá, cho người nhà mau hết bệnh. Rồi cảm ơn. Qua đường đây, có hai cái bàn bên đường. Chúc sức khỏe. Cảm ơn, qua đường đây giúp em. Qua đường sắp xếp. Rồi nhận tiền. Yeah. Rồi. Tới. Đi đâu lãnh đạo? Lãnh đạo đi đâu ạ? Lãnh đạo đi đâu? À, xin cơm á, xin cơm phải có đồ đựng và xếp hàng bên kia nhá. Rồi, cảm ơn lãnh đạo nhá. Rồi, cảm ơn. Nhận tiền anh trai. Rồi cảm ơn đi, chúc sức khỏe. Cô bác nhớ cảm ơn hoặc gật đầu nhá. Ai ngại nói cảm ơn thì gật đầu giúp em. Rồi chúc sức khỏe. Cảm ơn, thank you. Từ từ, từ người một. Cảm ơn. Lấy cơm nữa, lấy chưa? Ok. Rồi, nhận tiền nhớ cảm ơn nhá, nói thank you. Nhớ nói cảm ơn hoặc thank you nhá. Mấy người nước ngoài không biết tiếng Việt. Rồi nói thank you dùm chú.
đây mà không có cái hộp này được không ta? Không có hộp sao bốc được? Cái làm sao? Dạ, mình cứ cầm quay được kia, cầm quay làm một tiền. Dạ dạ, chỉ cho dạ dạ rồi, chỉ không? Nhớ đưa phiếu cho cô bác, cảm ơn dùm. Dạ, con đưa rồi. Rồi, ok. Nói cảm ơn, nói thank you, nói nào nào. Thank you. Thank you nhá, nói ông Tây này cho ông nghe. Thank you. Thank you. Đó, vui vẻ cả người cho lẫn người nhận. Thank you very much. Ủa, đi đâu bà? Đi nhận cơm á. Mua hai cái hộp rồi ra xếp hàng nhá. Xếp hàng bên kia đường nhá. Rồi qua đường đẩy giúp em, qua đường đẩy giúp em. Cô bác nhận thức ăn xong mang qua bên đường sắp xếp. Bếp cơm có đặt hai cái bàn ở bên đường. 500 người sẽ có cơm ăn và có tiền mặt. Gia đình có dự phòng rất nhiều tiền nữa. Nếu mà cô bác giữ trật tự thì gia đình có thể nếu hết cơm rồi sẽ vẫn phát tiền cho mình. Bếp cơm mà chỉ giúp bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi, hàng bên đường mình ngồi xuống đi, khi nào tình nguyện viên mời mình mới đứng dậy. Để giữ trật tự ai cũng có. Nếu mà chen lộn xộn là ngưng không phát luôn. Tiến ơi, cho ly nước cam không đường nữa đi. Qua đường đầy giúp em, cảm ơn. Cảm ơn, qua đường đẩy giúp. Thank you, cảm ơn. Cảm ơn, nói cảm ơn lớn lên em gái. Không có phiếu, có hóa đơn đóng viện phí, xếp hàng qua bên đường. Bếp cơm chỉ giúp bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh thôi. Qua đường đẩy giúp em. Chúc sức khỏe. Wow, cô dễ thương quá cô. Cô à, cô không biết á? Cô mới ở đây lên đầu tiên à? À, mới lên rồi bây giờ. Vậy bây giờ cô muốn biết không? Rồi, sang bên đường xếp hàng. Sang bên đường xếp hàng. Nhận tiền em gái, nhớ nói thank you đi. Rồi. Ok. Rồi. Thank you. Qua đường đầy giúp con, cảm ơn cô. Đó, hai người, một người Mỹ, người Canada hợp tác với nhau ở phát tiền này. Rồi, thank you. Cô dẫn vào cho rửa tay. Qua đường sắp xếp. Cảm ơn. Canada. Qua đường đẩy giúp em đi chị gái. Xe. Cứ đi tiến thẳng tới. Ừ.
rồi, cảm ơn. Em nghe chị ơi. Vâng. Vâng. 25 tờ. Vâng. Nói cho 5 này. Hết tiền. Vâng, vâng. Hết tiền đồ. À, chị mua là chị Thủy hay là Thủy. Thủy. Được rồi. Rồi chị cứ đứng đấy nha, chị đứng đấy em kêu người ta ra người ta đón chị. Chị ơi. Thank you. Anh ơi. Thank you. Thank you. You sound smart. Yeah. Okay. Alo. Chị ơi. Chị cho đứa lính nào ra chỗ áo dài bé dẫn khách tới mua đồ của chị đấy. Thank you. Rồi chị, người ta đang đợi ở đó nhá. Chị kêu em nào ra áo dài bé dẫn khách tới. Ok. Em cảm ơn. Chú có chú có phát thêm tiền nữa. Ok. Chút xíu con chạy qua đi, có tiền hay sẵn rồi. Thank you. Giữ nguyên đi, giữ nguyên đi. Thank you. Đưa nhiêu tiền ta? Con đưa hết đi. Thank you. Đưa tiền 50 á? À, đưa 50 hết đi. Okay. Thank you. Thiếu, để em đưa thêm. Thank you. Đưa anh 2,5 triệu nữa đủ. Dạ. Tại nãy lấy hết 2,5 triệu rồi. Dạ. Ok, thank you. Có tiền chưa? Rồi, thank you. Cảm ơn. Thank you. Thank you. Ok, nhận tiền em trai. Rồi. Ok, hộp. Chờ chút đi. Thank you. Rồi. Dạ dạ. Qua đường đẩy giúp em. Cô bác đi đeo hàng giúp em nhá. Không có ai chen ra ngoài, đuổi đi ngay đó. Đã vào tới đây rồi còn bon chen xã hội đen nữa không được. Đi đeo hàng giúp em, đi theo thứ tự để nhận đầy đủ thức ăn và nhận tiền. Thank you. Cảm ơn. Em có đi nuôi bệnh không? Đâu, có hóa đơn đóng về phí không? Rồi, ok. Rồi, nhận tiền. Nhớ cảm ơn Nhảo Tâm dùm nhá. Cảm ơn tình nguyện viên giúp đỡ mình. Chú Thanh ơi, cho đi từ từ ơi. Trên này dồn quá, chú Thanh ơi. Từ từ đã. 3 phút nữa đi. Từ từ ơi chú, trên dồn làm không kịp. Trên hai người phát tiền nữa. Nhóm này các anh chị giải tán giùm em đi. Ở đây bọn em không phát cơm cho những người đứng. Giải tán giùm. Những người đứng là chỉ tạo điều kiện cho móc túi để chen hàng và giật từ thiện. Vui lòng ngồi xuống nếu muốn nhận thức ăn. Cô bác nhận thức ăn thì phải theo sự hướng dẫn của bếp cơm. Ngồi xuống giùm em. Vui lòng ngồi xuống giùm em theo thứ tự. Rồi, cảm ơn. Qua đường bên kia. Người đẹp đi đâu ấy, người đẹp? Có nhận cơm không? Không có đồ đựng, giờ đi mua đồ đựng đi. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài giúp em. Phải có đồ đựng, tay không có bốc được nhá. Đi ra ngoài giúp em.
đứng dậy đi theo kìa anh chị ơi. Rồi hàng này đứng dậy, hàng ngoài đứng dậy. Hàng ngoài mình đứng dậy, đi dồn lên giúp em, hàng ngoài đứng dậy nhá. Đi song song. Lên trên kia. Đi thẳng lên. Đây nè, người ta đứng nãy giờ đây nè. Đại ca đi ra ngoài giúp em đi. Tiến tới đây. Đây, cho họ đi lên, cái đây là cái hàng thứ hai. Rồi đi lên. Đi sát lên. Rồi tiến tới. Anh Lai cho cái hàng đầu cho họ đi lên đi cho thoáng. Rồi đi lên cho rộng, đi lên đi giúp em. Mình có đi nuôi bệnh không em trai? Có hóa đơn đóng viện phí cho anh coi. Không có đem theo đừng có đứng vô hàng, đi ra ngoài giúp. Có hóa đơn đóng viện phí nha. Biết ơn. Dạ không sao. Rồi bây giờ cô bác mình hàng thứ đầu tiên để mình ngồi xuống đi ạ. Chưa tới lượt mình nhá. Rồi cô bác ngồi xuống giúp em. Cô bác ngồi xuống giúp em ạ. Cô ngồi xuống đi ạ. Chờ xíu. Hàng trong họ đi rồi tới mình. Dạ không sao. Ở hàng đầu mình ngồi xuống đi. Hàng đầu ngồi xuống giúp em. Ngồi xuống anh chị ơi, ngồi xuống đi ạ. Ở dưới kia thì các tình nguyện viên sắp xếp là cho bà con cô bác mình băng qua đường. Cơm và tiền cũng vẫn còn rất nhiều. Có phiếu không thưa bà? Không. Cảm ơn. Nhất người rồi. Nhất bà rồi đó. Đây có bà già không có phiếu chen vô đấy, mấy cô chú có phát thì phát chứ con là con mời ra ngoài đấy. Anh Dương mới định đi. Yeah. Thank you. Cho anh vậy tao quen. Dạ đúng rồi. Cảm ơn thầy ca. Tao quen. Dạ thank you. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn bà, chúc bà sức khỏe. Rồi ra ngoài giúp con chen hàng. À, 100-200 ngàn thì nó không là gì hết, nhưng mà không có theo thứ tự trật tự thì sẽ không có phát gây làm loạn. Nó loạn. Dạ, dạ. Chúc sức khỏe, nhận tiền em trai. Rồi cảm ơn, chúc sức khỏe. Thành trai á, 10 năm nay á, thứ bảy chủ nhật á, chị em thấy nhận tiền, chúc sức khỏe. Thứ bảy chủ nhật có đi nhà thờ nấu bát cho mấy người nhận tiền em trai, mấy người nghèo bên nhận tiền, nhận tiền. Dạ, con nhận cái này đi, dạ con quý rồi. Ờ rồi cảm ơn em, cảm ơn em. Dạ thank you. Dạ thank you. Nên nói cái này nó đậm lắm, thank you. Rồi chúc sức khỏe. Nấu á, dạ bếp nấu. Nay con em đâu? Dạ nay giờ cho bà ngoại giữ. Bà ngoại giữ à? Hay là cho thuê? Không. Cho thuê nhiều tiền tiếng? Bà ngoại giữ giờ. À. Bà ngoại nói nắng. Rồi. Chú cho một loạt khoảng 5 người đi xong chú ngưng. Dạ có rồi. Dạ. Bây giờ mình cứ dẫn tay đó cũng lỗi thì ghét chú chạy đi. Mình có đi nuôi bệnh không chị? Cho em coi hóa đơn đóng viện phí. Mình mà nuôi nay 20 mấy ngày. Người nhà tên gì thưa chị? Cao Bằng. Bệnh gì đấy thưa chị? Cũng rồi, bây giờ nó nặng lắm. Nhiễm trùng nặng, rồi ok. Cảm ơn.
Em có đi nuôi bệnh không? Có. Cho anh coi hóa đơn đóng viện phí. Khoan từ từ, người nhà tên gì em gái? Nguyễn Thị Lệ. Bệnh gì thưa em? Bị tai tai nạn anh. Mà nhà ở đâu? Nhà ở bên ai gì? Thế bà chị họ. Không chị họ nhưng mà chị ở đâu? Quê chị ở đâu? Quê chị họ, cái địa chỉ của chị họ ở đâu? Ở Cần Thơ. Không đúng. Cái này, phiếu này em xin của ai? Không có xin, cũng ra bà chị họ em không, ở trong. Không, bà chị là ở đâu? Bà chị họ em hả? Ừ, cái bà trong này là ở đâu này? Bà trong hóa đơn này là ở đâu? Bệnh viện đó đúng không? Ừ, bà ở trong Cần Thơ. Không đúng. Cái này không có phải ghi Cần Thơ, cái này ghi tỉnh khác. Giờ em nói tên 10 tỉnh khác nhau nè. Tại vì em qua em coi cũng qua bà gì em bán đi ra. Không, nhưng mà chị ở đâu em phải biết chứ, còn đây đâu ghi Cần Thơ đâu. Rồi em đối phó với tụi anh đúng không? Đi ra ngoài giúp anh. Đi ra ngoài giúp anh. Người nhà ở đâu mình phải biết chứ. Em coi dùm anh đồng ý, nhưng mà ít nhất em phải biết người ta ở đâu chứ. Rồi đi ra ngoài giúp anh. Hóa đơn thì ghi Đồng Tháp mà nói Cần Thơ. Là những người xạo đó mà. Hóa đơn đỏ đó để cho người ta kiểm tra cho bác không ra đây. Giờ chú Tư theo dõi kìa, nhìn kìa đó, đúng không? Phiếu phải xếp hàng chứ. Dạ, con có một bệnh không? Nó đi rồi, nó đi qua bên kia rồi. Cho vay tiền á. Không cái đó là anh muốn ra ngoài luôn, cho vay tiền là ra nước cửa ra ngoài cho mày mời anh. Mập quá ăn dám mập. Mập cho hai phiếu ơi. Đừng nghiệp cho. Đâu có cho ông mập. Các tình nguyện viên hướng dẫn mình như thế nào cứ làm theo giúp em đi cô bác ơi. Tôi quên thì thôi, quên thì không nhận tiền, không nhận thức ăn, đơn giản vậy thôi. Bây giờ anh đi ra quán cơm mà anh không mang tiền, người ta đâu có bán cho anh. Là dân đồng bào dân tộc gì? Gia Rai á. Cảm ơn nói như thế nào? Tiếng cảm ơn nói sao? Là Bani. Bani, ờ đúng rồi, Bani hơ. Dân tộc Ede này. Ede là ở tỉnh nào? Đắk Lắk. Rồi có hóa đơn đóng viện phí gì không? Thì mới vào sáng nay. Rồi nối rồi, chú. Mới vào đúng rồi. Ede chú cho đứng cuối hàng đi. Nó mới ra hay sao? Thôi chú cho ED đồng bào cho quá trời dài, hơn một tiếng đồng hồ rồi. Các bạn biết là chưa có cái bếp cơm nào phát mà đông mà trật tự thế này, vì tụi mình nói chung cũng phải mỗi người một phần nhé cô bác. Nhớ gật đầu hoặc nói cảm ơn các tình nguyện viên. Vô trong luôn bà. Rồi nhớ cảm ơn nhiều tâm giùm em các anh chị ơi. Không có phiếu người đấy không phát tiền. Rồi đi ra ngoài rồi. Người này chen hàng. Đi ra ngoài rồi. Đi ra ngoài. Không, mua cái gì cũng phải xếp hàng nhá. Chen vô không có được. Thành thói quen. Đúng rồi. Mẹ còn chen thế sao dạy con nữa. Qua đường đợi giúp anh. Em. Oh.
Thank you. Rồi, chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe, cảm ơn. Nhận tiền. Sau đầu tư thêm cái hũ nữa nha em gái. Chứ sao đựng vào cái lọ thế. Nhận tiền em gái. Thank you. Cảm ơn. Thank you. Rồi, chúc sức khỏe, cảm ơn, qua đường đây. Em hết cái này thôi. Dạ, dạ, ok. Thank you. Bếp cơm có đặt hai cái bàn ở bên đường nhá. Cô bác nào mình nhận thức ăn thì mình Thank you. Nhận thức ăn xong mang qua bên đường đẩy giúp em. Thank you. Thank you. Chiều nay bếp cơm có phát thức ăn nhá. Ai còn ở nhà thương thì ra xếp hàng. Thank you. Trồng hai cái này lên em, trồng lên, đấy, à, rồi, khoảng ok, thank you, lẹ. Thank you, thank you. Qua đường sắp xếp giúp. Mình có chuẩn bị là 500 phần thôi. Rồi, hết nước nha em. Vâng, hết thì thôi. Để con châm thêm chút xíu nữa. Nhưng mà mình có chuẩn bị là 500 phần. Dạ. Không đủ thì chắc không đủ đâu. Ta ra lại ra tiếp theo nữa nhiều. Đấy, mấy người này đồng bào ED. Rồi, đi tới, đi tới, đi tới. Cửa Ho, Cửa Ho. Rồi, Lâm Đồng. Mấy món đó thì thôi nha mấy cô, các cô hết giờ thôi không phát nữa. Rồi được rồi bà ơi, thế vậy thôi. Đủ 500 phiếu rồi chú. Chú phát cho hết rồi đủ. Đừng xếp hàng nữa chị. Không, mình nhà cửa ở đây thế làm loạn hết, tụi em không phát được. Thôi 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 thôi. Bây giờ bếp cơm ở đây là giúp bệnh nhân và người nuôi bệnh. Mình không phải bệnh nhân, không phải người nuôi bệnh thì mình vào làm khó tụi em làm gì nữa. Mình khó khăn ở đâu lên ủy ban phường, người ta có chương trình hỗ trợ giúp đỡ người nghèo. Nhà cửa Sài Gòn cứ lấy cơm mang đi bán rồi vào làm tụi em phải đóng vai ác à. Bà tám câu vọng cổ ai chả biết bà nữa rồi, bà còn nói.
Chú cứ phát đủ hết phiếu thôi chú. Bên kia thì bà con cô bác mình sắp xếp thức ăn cho bọn gà mình mang vô nhà thương. Ôi, cảm ơn, chúc sức khỏe. Giang hồ bên ngoài chen vô. Bà ơi, tiến tới. Dạ. Mẫu. 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 Không tiền, không quê, không bắt, không con. Bà ơi, trình bày nhà con cũng khó khăn mà con đâu dám trình bày. Món nào thì cô chú anh chị mình lựa món đó giúp em nhé. Đấy, chú cho thêm rất là nhiều tiền, cũng như ai mà cứ khổ khổ cái nói là chú lại thêm cho tiền nữa. Đi ra ngoài giúp, đừng có trình bày nhiều. Ông giả bộ ông nhăn thôi, phát tiếp đi. Mấy người đó là không có chịu xếp hàng, đã nói mấy lần rồi, cự với tình nguyện viên ở dưới rồi, không lẽ đuổi ra ngoài. Nó kỳ quá, thôi nhận cơm. Ra nó làm vài cút rượu, nó lại đi phá cả làng Vũ Đại. Đây anh để ý nãy nhăm nhó nhưng mà giờ đi rất là nhanh, đi bình thường. Tức là họ diễn rất là giỏi. Đây, đây từ anh nhìn đi rất là bình thường. Chú đi nhanh còn chạy nhanh hơn mình ấy. Mà lúc là chuẩn bị nhận tiền đóng rất đạt. Nhận xong mang qua đường đậy dùm, cảm ơn. Từ từ. Chúc sức khỏe. Rồi nhận tiền mặt, cảm ơn. Chúc sức khỏe. Ai không có phiếu thì bước ra ngoài dùm. Còn không có đồ đựng cơm nữa đi ra ngoài. Em gái. Chị ơi, chị nghe cái đâu vậy? Chuẩn bị nữa.
Rồi em gái dễ thương, mang qua đường đẩy giúp anh, em gái dễ thương. Đây là anh đi theo anh phụ em nào. Cẩn thận ông đổ. Cảm ơn, qua đường đợi giúp em. Chị ơi, chồng ơi, băng qua đường sắp xếp. Mẹ làm cho chị ơi, cho mày gái sẵn đó. Quên lấy đồ ăn rồi kìa. Tôi lấy tiền không à, đúng không? Qua đường đợi giùm, cảm ơn. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Rồi cứ phát hết đi, phát hết cho. Dạ được rồi, hết phiếu rồi. Có mấy người lấy kêu ra ngoài có phiếu nhưng mà không có đồ đựng, mời ra ngoài. Vì mấy người đó chỉ muốn nhận tiền thôi. Cảm ơn, qua đường đợi đi. Nhận tiền em gái. Lấy đồ đang đựng. Nói anh đứng ngoài. Phát hết đi. Phát. Cái này tiền rách thì xài được. Được. Rồi, hết rồi đi ra ngoài. Rồi, cảm ơn các cô chú. Chiều ra nhá, chiều ra hết rồi, hết thức ăn rồi. Hết thức ăn rồi, chiều xếp hàng giùm em. Chiều nay 3 giờ nhá, chiều nay 3 giờ mời cô bác ra xếp hàng nhá. Chiều nay 3 giờ cô bác ra xếp hàng nhá. 3:30 tụi em sẽ phát. Rồi cảm ơn. Chiều nay sẽ phát cơm, phát tiền nữa. Rồi cảm ơn. Dạ, em cũng thay mặt bếp cơm cảm ơn anh chị cùng gia đình và những người bạn đã dành cái thời gian, công sức, tiền bạc tới để giúp bà con cô bác. Thì anh chị có cảm nhận gì thì có thể cho em xin để tụi em biết và sẽ làm tốt hơn trong những lần kế tiếp. Anh Phan Tuyết ở Canada. Về đây trong cái dịp đi du lịch nhưng mà thấy hoàn cảnh của bà con mình rất là khó khăn. Mình có cái nhất là mình coi những cái clip của Tướng Dương là rất là chân thật và giúp cho mọi người đến được thiết thực tận tay mọi người. Hôm nay anh lần đầu tiên làm cái chung chia sẻ với Tướng Dương trong những cái buổi mà giúp cho công ty thiện này hôm nay như thế này thì anh sẽ cố gắng làm thường xuyên hơn. Anh cũng hy vọng em có nhiều sức khỏe. Với lại trong cái nhóm của anh gồm có mấy người bản xứ ở bên Canada và nhóm bạn bè ở Việt Nam này rất là hỗ trợ cho việc này. Thì anh thành thật rất là cảm ơn Tướng Dương đã giúp cho anh chị và nhóm công việc. Cảm ơn em nhé. Vâng, em cảm ơn các anh chị nhá. Chúc anh chị nhiều sức khỏe. Dạ rồi, xin cảm ơn. Dạ, hẹn gặp lại nhá. Dạ, em cảm ơn. Chào mấy anh chị. Tiếng cảm nhận nhờ em này nói trước đi. So say something what you feel. Nó đã cảm nhận. Vâng. What he asking is okay. Somehow yesterday and today. You can speak English. Nó tiếng Anh đây ha. Vâng. Okay, so far you first time you came. And you do the job yesterday and today. So what you feeling? Would you tell whatever your heart tell you? I mean, I think when you come from a privileged place like America, you come here and you see the sick people, you see the poor people, you see the whole country is very poor compared to home. It makes you want to give back. You want to try your best, whether you're giving out water or just coconut milk or banana. Something small even helps. But then today, when you give out real food, a whole meal, it feels even better. You feel like you make an impact. You feel like you give the people another chance to kind of live and eat and have a full belly so they can tackle life. So it feels really good just to help and do what you can, because everybody should be doing what they can. Even how little, how big, it doesn't matter. You do something, because everyone can do something. Thank you very much. Okay. Yo, Karina. Good luck. Well, just say whatever you feel yesterday and today. You know, I mean, you went there and then you did. You felt proud. And then, so what's your heart saying? Just
tell what your heart feeling. Look at the camera. Okay. I think, you know, sometimes at home in America, you think you don't have enough, or you don't. There's always something that you want, and there's always something you kind of want to buy new or things like that. And then coming here, you know, we're not like we pass out what we have, and you know, those are from donations, sponsored people, you know, spending their time and money. And when you dạ dạ vâng, để em chia cho các anh chị em ở trong em giữ gìn sức khỏe nha. Dạ rồi rồi, em cảm ơn. Dạ rồi rồi rồi, rồi em cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn. Em mời chị qua bên đường không? Rồi tùy nhau. Okay, continue. Okay, no, so coming from like America, right? There's always something that you want. Feels like you never have enough, or like you're always chasing something else. And then coming here, there's not enough to pass out. You know, as much as you want to, as much as you want to give everything you have, you know, at the end of the day, sometimes at the end of the line, there's just not enough food, and there's not enough, you know, to eat or drink. And so it, you know, it makes me think about how generous, you know, Uncle here and all the other volunteers, just, you know, it's about community and, like, you know, not everybody has all the resources, but what you have to give, that's what you should give, and do your best to work together and, you know, help just bring up the whole community, right? Yeah. Mình đều biết nói gì rồi. Dạ thì hai đứa con mình ý nó nói là nó sống bên Mỹ, là nó được may mắn mà nó không cảm được là you know, mình có, nhưng mà nó về đây nó thấy gì, nó nói là hy vọng là tất cả mọi người cũng là ít nhiều cũng phải ủng hộ, tại vì Việt Nam nó quá nghèo với lại nhiều người quá cần giúp á. Dạ. Nên là hy vọng là tất cả mọi người cũng phải có ít cho nhiều dạ, nhiều dạ. Nhưng mà phải giúp đỡ Việt Nam, phải giúp đỡ dạ. Dạ. Rồi không biết nói gì hơn là dạ. Cảm ơn anh đã dành những cái thời gian quý báu tới để dạ. Cảm ơn giúp nhiều. Đỡ rất là nhiều lần rồi lại dạ. Còn dạy cho các bạn nhỏ này cũng cái sự yêu thương và chia sẻ giúp dạ. Đỡ những người khó khăn hơn. Dạ. Không biết nói gì hơn là chúc gia đình được nhiều sức khỏe. Dạ. Hẹn ngày gặp lại. Dạ. Mạnh giỏi để có dạ. Thể giúp tiếp tục dạ. Giúp nhà. Dạ. 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 Nhiều. Thank you very much. Thank you so much. Beautiful. Beautiful. Okay, take care. See you next time. Đây thì anh ấy có cho thêm tiền thì cô sẽ tặng cho mỗi tình nguyện viên một chút để uống cà phê. Rồi. Chú Tác, chú Thanh. Bây giờ rồi yếu anh. Rồi ok. Rồi cho lính của cô mỗi người chút. Dạ. Đây cô Tư sẽ gửi cho các cái tình nguyện viên nữa. Thì cảm ơn gia đình anh Thanh ở Vancouver đã tài trợ cho chương trình này. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.